Xin chào các bạn, mình là Lộc, kỹ thuật viên của công ty âm thanh Trung Chính tại Hà Nội. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng bộ mic không dây toa. Mình đang có hai bộ set mic không dây ở đây. Mình sẽ có hai cái bộ thu là WT 5810 wireless tuner, và mình sẽ có một tay mic cầm tay và một bộ mic kẻ áo. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối hai bộ mic vào hệ thống loa gồm có tăng âm toa 2060 và có một loa là 1030 30W. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối hai bộ mic với âm ly của mình. Thì đầu tiên là mình sẽ cấp nguồn cho hai bộ mic. Ở đây mình đã có sẵn là hai cục nguồn. Ở đây các bạn sẽ thấy là nguồn điện vào của nó là 12V đến 18V DC 130mA. Mình sẽ kết nối nguồn adapter liền máy của. Tiếp theo là các bạn sẽ thấy ở đây của mình là có rất nhiều cái cổng output. Thì đây mình sẽ có hai cái cổng là cổng output balance cân bằng sắc canon, và ở đây là có một cổng output unbalance, và cái cổng ở ngoài này là cái cổng mix in. Cái cổng này có cái tính năng rất là hay, khi mà mình sử dụng hai hoặc nhiều bộ mic thì mình có thể kết nối từ từ mic trên này xuống thẳng mix in vào đây, để nó có thể trộn được âm thanh của hai mic mà không cần dùng mixer. Và tí tôi sẽ test cho các bạn xem. Bây giờ đối với cái âm ly này thì tôi sẽ dùng cái jack 6 ly 6 ly. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đây là dây cáp hai đầu 6 ly, hay còn gọi là 6.3 mm. Thì mình sẽ kết nối từ cái cổng unbalanced này xuống mic số 2, và tiếp theo mình sẽ kết nối với mic số 3. Bây giờ mình ví dụ cho các bạn cổng kết nối này. Nếu mà mình sử dụng với các bộ mixer thì mình nên sử dụng các cái dây Canon vì nó có thể chống nhiễu tốt hơn. Nếu mà các âm ly dân dụng có cổng 6 ly thì chúng ta sẽ kết nối là cổng hai dây 6 ly. Ở đây các bạn có thể thấy là cái cổng này sẽ có hai cái mức là mức trừ 60 dB và có mức trừ 20 dB. Cái này có nghĩa là cổng Canon này cái tiếng nó sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với cả cái cổng 6 ly này. Thế cho nên các bạn cân nhắc cái việc kết nối với các cái âm ly và các thiết bị phát, vì nếu các bạn sử dụng cái mức tín hiệu nó quá lớn thì nó có thể gây bể tiếng. Đây là mình đã kết nối xong hai bộ thu WT5810. Sau khi mình kết nối xong bộ thu và đang hiện là channel 0, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là giải thích một số cái tính năng. Đằng trước mặt này của mình ấy, thì nó đang có hai cái đèn AB này. Đèn AB này nó sẽ sáng khi mà mình có tín hiệu từ micro. Nó sẽ khi micro của mình bật thì nó sẽ sáng. Ở đây nó có chữ BAT, viết tắt của battery, có nghĩa là khi mà pin yếu nó sẽ nháy cái đèn đỏ ở đây. Ở đây nó có IPIC là khi mà tiếng bạn nó đến đặt ngưỡng đỉnh thì nó sẽ báo cái đèn này, báo là sẽ có nguy cơ bị méo tiếng khi mà bạn nó quá to. Ở đây của mình có một cái volume SQ. Cái SQ này là cái núm điều chỉnh sóng. Nếu bạn vặn hết cỡ sang bên trái thì nó sẽ là thu phát sóng tốt nhất. Còn khi mà mình nâng dần, mình xoay dần sang bên phải thì là nó sẽ thu ngắn lại. Có nghĩa là cái khoảng cách thu phát giữa mic và bộ thu sẽ bị hạn chế lại. Đây mình có nút set và nút neck.
Hai nút này thì sử dụng cài kênh cho bộ thu phát, cho bộ thu của mình. Tiếp theo là ở đây có volume. Volume này để điều chỉnh âm lượng khi mà mình sử dụng mic, âm lượng phát ra. Nút power, tắt nguồn, mở nguồn. Ok, sau khi mình khởi động xong cái bộ thu của mình thì mình sẽ bắt đầu kết nối với bộ micro. Ok, sau khi mình đã kết nối và hoạt động được bộ thu mic thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo đến bộ phát của mic. Đây mình có một bộ mic là WM5225. Bây giờ cái bộ mic này mình sẽ lắp pin cho nó. Ở đây các bạn có thể thấy là cái phần mic này của mình nó có một cái đế pin ở đây. Chiều dương nó sẽ quay lên trên. Đó. Sau đó các bạn bật lên. Hiện tại là mic đang có nguồn. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cái bộ thu. Bộ thu của mình đã sáng đèn màu cam, có nghĩa là nó đã nhận mic. Như hiện tại là hai bộ thu của mình đang trùng một kênh. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn việc đổi kênh cho micro. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đổi cái kênh sóng mic của bộ thu WT580. Ở đây các bạn có thể thấy là nó có một cái nút set và nút next ở đây. Hai cái nút này sẽ điều chỉnh sóng. Thì đầu tiên mình muốn điều chỉnh sóng thì mình nhấn giữ nút set khoảng 3 giây. Đó. Bây giờ cái số ở màn hình nó sẽ nhấp nháy. Khi nó nhấp nháy như này thì mình sẽ ấn nút next. Nó sẽ chuyển từ số 0 cho đến nút, cho đến là kênh F là đủ 16 kênh. Đấy, A, B, C, D, E, F và 0. Đó. Mỗi cái bộ này nó sẽ có 16 kênh. Nếu mà các bạn muốn mở rộng số lượng kênh lên nữa thì các bạn có thể sử dụng là bộ 5805. Nó sẽ cho các bạn là 4 x 16 kênh. Là 4 băng tần và 16 kênh. Thì ở đây là một bộ của mình nó chỉ có 16 kênh thôi. Nên chẳng hạn như là mình muốn set về kênh số 3 thì mình sẽ ấn next cho đến khi mà nó nhấp nháy ở số 3. Xong mình nhấn giữ nút set. Đó, cái số 3 nó sẽ đứng lại. Như vậy là mình đã set xong cái phần bộ thu. Thế bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn set ở cái tai mic. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đổi cái kênh sóng ở trên cái tai mic WM5225. Rồi ok. Ở đây mình sẽ mở cái đuôi ra. Cái đuôi nó sẽ có pin và có hai cái núm nhỏ. Hai cái núm nhỏ này thì trong nhà sản xuất nó sẽ cho các bạn một cái tua vít nhỏ màu vàng này ở trong hộp của cái tai mic, của cái tai mic không dây và cả cái bộ phát của WM5325 thì đều có cái tua vít nhỏ này. Và mục đích của nó là dùng để cài sóng. Đây mình sẽ có hai cái núm vặn. Thì hai cái núm vặn này là nó có một cái là banh, cái này channel. Hiện tại là cái channel của mình đang để số 0. Với lẽ là mình đã chuyển cái bộ đầu thu của mình về số 3 thì bây giờ mình sẽ đổi cái con ốc này bên này thành số 3. Cái bộ 5810 này nó sẽ chỉ có 16 kênh thôi. Thế cho nên là các bạn không cần phải thay đổi banh, tại vì banh mặc định của nó chỉ có 1 2 3 4. Thì là 5810 nó sẽ chỉ sử dụng banh 1. Còn nếu mà các bạn sử dụng là bộ 5805 nó có 4 banh thì các bạn sẽ điều chỉnh 4 cái banh này theo cái bộ thu. Chẳng hạn 1 2 3 4 thì nó ở cái 5805 đấy, nó sẽ hiển thị là 1 2 3 4. Còn đâu là 5810 mặc định là banh 1. Mình chỉ thay đổi channel là quay vào số 3. Bây giờ mình sẽ
test kiểm tra. Cái bộ mic kia của mình đang là số 3 rồi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bật lên. Thì bây giờ là mình sẽ đã cài xong là vừa đầu thu là số 3 và cả cái tai mic của mình cũng là số 3 luôn. Tai mic của mình vừa bật, đây mình tắt đi này. Đó. Khi bật lên là nó sẽ có đèn vàng báo tín hiệu. Ok, sau khi mình cài xong cái bộ mic rồi thì mình sẽ test cái tay mic của mình. Mình đang kết nối cái bộ mic trên của mình đang sáng vàng là mic số 2. Bây giờ mình sẽ bật âm ly của mình lên. Đó. Xem lượng tổng. Thử mic số 2. Alo. 1 2 3 4 alo. Ở cái tay mic của mình ấy nó sẽ không có volume, mà nó volume của mình nó sẽ ở cái đầu thu ở đây. Độ nhạy ở tay mic cầm tay nó sẽ cố định. Và mình khuyên các bạn là mình sẽ để ở hướng 12 giờ volume này, để tránh cái hiện tượng là khi mà mình nói nó to quá thì nó sẽ bị vỡ tiếng. Đây chẳng hạn như là mình vặn hết cỡ thì mình nói gần alo alo, cái đèn pick nó sẽ báo lên, nó sẽ báo đỏ thì cái tiếng của mình nó sẽ bị bể. Thế nên các bạn sẽ chỉ để cái hướng khoảng 12 giờ và căn chỉnh mức âm lượng vừa phải để cái tiếng của mình nó được trong trẻo nhất. Thì sau khi là mình thử xong cái tay mic này rồi, tay mic của mình đây, thì mình sẽ thử kết nối cho các bạn là một bộ mic cài áo. Bộ mic cài áo của mình nó sẽ có một là cái, đây là bộ phát của nó. Bộ phát của nó cái mã là 5325, 5325 F01. Cái số F01 này nó cũng rất là quan trọng, tại vì là cái này nó ảnh hưởng đến cái tần số sóng. Nếu mà cái ở cái bộ thu của mình là F01 thì cái bộ phát của mình cũng sẽ phải là có số F01 thì nó mới có thể kết nối được với nhau. Nếu chẳng hạn như là một số cái bộ đổi cũ nó là C01 thì nó không thể kết nối với cả bộ F01. Cho nên các bạn chú ý cái mã này giúp mình chút. Ngoài cái bộ phát này ra thì mình sẽ có thêm là một cái mic cài áo. Thì cũng tương tự như cái mic cầm tay của mình ấy. Thì ở đây mình sẽ có cái đế pin, mình tháo ra cho nó một quả pin vào đây. Và ở đây mình cũng sẽ có hai cái núm channel và bank. Ở đây mình có vẻ nhìn rõ hơn, nó đang ở channel 0 và mặc định là bank 1 đối với cả bộ thu WT580. Còn đối với cả cái mic cái áo này của mình thì mình chỉ việc cắm vào đó, nó sẽ có một cái khóa vặn, mình sẽ cài vào đây. Các bạn vặn chắc để cho nó không bị sột xoẹt gây mất tín hiệu. Ở cái con này thì cái nút tắt bật nó sẽ ở trên, còn lên là cái đầu thu đã sáng lên cam rồi. Và ở đây là mình có một cái khe nhỏ ở đây, một cái khe cao su ở đây các bạn để ý. Cái khe nhỏ này là để sử dụng cho cái mục đích là mình chỉnh cái độ nhạy cho cái mic cái áo của mình. Cái này các bạn nên để ý, tại vì là bình thường ấy là cái mic cái áo hoặc là cái mic cái đầu nó khá là nhạy. Thế cho nên là mình nói to một chút ý, là nó sẽ bị bể tiếng. Thế cho nên là khi mà mình bị bể tiếng ấy, mình có thể xoáy cái chiết áp này. Nó có hai cái dòng là L và H, thì mình xoay sang bên phải là tăng độ nhạy, còn xoay sang bên trái nó sẽ giảm độ nhạy. Đấy, mà mình vẫn sử dụng cái tô vít của nhà sản xuất nó cho này, sẽ xoay được. Đấy. Và mình sẽ để nguyên mặc định. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn cái mic cái áo. Cái mic cái áo của toa thì mình cũng đang sử dụng bằng máy quay đây. Cái tiếng nó rất là tốt. Bây giờ mình sẽ on lên. Đây là off này. Khi on lên là cái đèn cam nó sẽ hiện này. Đang kênh không. Và mình đang kết nối với cả mic số 3. Thì bây giờ mình sẽ thử. Âm lượng mình để 50. Đúng 12 giờ. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alo, 1, 2. Mic nó rất nhạy. Khi mà cái mic nó nhạy quá thì các bạn nên để ý là chỉnh cái độ nhạy ở trên cái bộ thu của mình, hay bộ phát của mình.
không là cái tiếng nó rất là khó để chỉnh. Ở đây mình vẫn để cái mức mặc định của nó thì nó khá là nhạy. Ở đây mình có một cái đèn đỏ ở đây. Cái đèn đỏ này là báo là pin yếu, cái quả pin mình nó sắp hết, nên mình sẽ show được luôn cho các bạn là còn nó có một cái đèn đỏ ở đây. Nếu mà các bạn là thay quả pin tốt thì cái đèn đỏ này sẽ không sáng. Đây mình sẽ thử thay một pin tốt. Khi mà mình thay một quả pin tốt, một quả pin energizer thì nó sẽ không sáng cái đèn báo đỏ nữa. Và bình thường là một quả pin này của nó có thể kéo dài sử dụng được khoảng 4 đến 6 tiếng. Nếu mà bạn dùng pin tốt, bạn có thể lên đến 8 tiếng. Nhưng mà mình khuyến nghị các bạn là nên sử dụng là pin 1,5V. Chứ một số bạn mình gặp cái hiện tượng là khi mà dùng pin sạc ấy thì cái sóng thu của bộ phát này và bộ thu ấy kết nối nó khá là kém. Trong cái đế pin này nó đã ghi mặc định là pin 1,5 thì các bạn nên sử dụng đúng pin 1,5V để sóng nó ổn định. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là kết nối link hai bộ mic toa với nhau. Đây là mình sẽ cụ thể là mình sẽ link hai bộ thu WT580 thì mình sẽ quay lưng nó ra. Cái mặt lưng của nó sẽ như này. Để link được hai bộ này với nhau thì chúng ta sẽ link từ bộ trên xuống bộ dưới đi. Mình sẽ rút dây của bộ trên ra. Bây giờ mình sẽ cắm xuống cái cổng là cổng mix in bộ dưới. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Bây giờ là mình chỉ còn đúng một cái dây này là đang nối xuống âm ly thôi. Còn hai bộ mic mình đã link với nhau qua cái cổng bắt đầu từ jack 6 ly unbalanced xuống cái cổng mic in này. Cái cổng mic in này là cổng 6 ly thì mình khuyên các bạn là nên là dùng 6 ly để nó cân bằng tín hiệu. Rồi, bây giờ mình sẽ quay lại. Sau khi link xong ấy thì mình sẽ để là hai cái volume của mình là ở giữa. Giờ mình sẽ thử test tiếng. Thì cái bộ mic trên của mình ấy nó đang là cái mic không dây cầm tay. Pin số 3. Rồi, bây giờ nó đã hiện đèn vàng là có tín hiệu. Bây giờ mình sẽ test thử rằng là khi mà nó link nhau như thế thì tiếng sẽ như thế nào. Vừa nãy là mình đang cắm cái bộ dưới này vào mic số 3. Rồi mình sẽ vặn lên. Alo, 1, 2 và 4, alo. Về tín hiệu là từ bộ mic trên nó đã xuống bộ mic dưới và đi ra âm ly. Đây là một cái tính năng khá là hay khi mà chẳng hạn như là các bạn bị hết cổng cắm trên âm ly thì các bạn có thể link hai bộ mic này với nhau, rất là hay mà tiết kiệm. Ok, vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng bộ mic không dây của toa gồm có bộ thu WT580 và tai mic WM525 cũng như là bộ mic cài áo kèm bộ phát 5325. Thì các bạn có thắc mắc hoặc có bình luận gì thì các bạn hãy bình luận dưới video giúp mình. Mình sẽ gửi link và giá sản phẩm ở ngay dưới video này. Cảm ơn các bạn đã xem video.